Xin chào tất cả các bạn. Canada là đất nước đa chủng tộc, được biết đến không chỉ vẻ đẹp xứ sở lá phong mà còn chất lượng hàng đầu về học tập. Bởi thế mà Canada luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các học sinh sinh viên hiện nay. Nhưng mà việc trở ngại xin visa vẫn luôn là chủ đề nóng hổi, ai cũng muốn đề cập đến. Vậy thì làm sao để các bạn đạt được ước mơ du học Canada? Thì ngay trong chương trình xét visa ưu tiên trường cao đẳng công lập Bow Valley College, không cần chứng minh tài chính sẽ là một cơ hội tuyệt vời để xin visa dễ dàng và nhanh gọn lẹ hơn rất nhiều các bạn đó. Vâng, và để tìm hiểu chương trình Canada Express Study của trường cao đẳng công lập Bow Valley như thế nào, có lợi ích đối với sinh viên ra sao, thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về ngôi trường danh tiếng này các bạn nhé. Bow Valley là trường cao đẳng cộng đồng công lập nổi tiếng với hơn 40 năm nay về chất lượng đào tạo, giáo dục cùng những khóa huấn luyện đặc biệt. Đặc điểm vị trí vô cùng thuận lợi là nằm ngay trung tâm của thành phố Calgary, một thành phố được đánh giá tích cực là thành phố trẻ, năng động. Tại đây thì với việc dễ dàng sử dụng những phương tiện giao thông công cộng nên bạn chỉ mất ít phút để đi xuống thị trấn mua sắm. Không những vậy, nơi đây chỉ cách dãy núi Rocky và ngôi làng Grand nổi tiếng khoảng 1 giờ lái xe mà thôi. Khi các bạn theo học tại ngôi trường này thì các bạn hãy yên tâm nhé, vì bằng cấp hay là chứng chỉ tốt nghiệp cùng những kỳ thực tập chất lượng của trường cao đẳng công lập Bow Valley sẽ cung cấp cho các bạn những kỹ năng cạnh tranh so với mặt bằng chung của lực lượng lao động Canada nói riêng, cũng như là của toàn thế giới nói chung. Các bạn sinh viên hãy chọn du học trường cao đẳng công lập Bow Valley College các bạn nhé, vì đây sẽ là một ngôi trường rất phù hợp với bạn đó. Tại đây, các sinh viên sẽ được học các lớp học có sĩ số nhỏ, chính vì vậy mà có sự tương tác lớn giữa mọi người và sự kết nối thân thiết giữa giảng viên và sinh viên. Trường cao đẳng công lập có chương trình Anh ngữ ESL, thì kể từ khi mới đi vào hoạt động, trường cao đẳng này đã giúp cho sinh viên có những bước tiến vượt bậc về khả năng tiếng Anh lưu loát và thành thạo hơn rất nhiều, đáp ứng bất kể mục đích làm việc cũng như là học tập hay là xã hội, đem lại cho sinh viên tốt nghiệp những kỹ năng vượt trội, bổ sung cho lực lượng lao động. Vâng, thật sự thì trường cao đẳng công lập Bow Valley là một sự lựa chọn sáng suốt cho tất cả sinh viên muốn theo đuổi con đường học tập của mình tại đất nước lá phong đỏ xinh đẹp, đúng không các bạn? Trường cao đẳng công lập Bow Valley còn cung cấp hai chương trình Anh ngữ là ESL, chương trình Anh ngữ ESL quốc tế và chương trình dự bị sau trung học dành cho các học viên quốc tế. Cả hai chương trình này đều có nội dung đào tạo nhằm chuẩn bị cho sinh viên quốc tế theo học các lớp học tại Bắc Mỹ. Các chương trình này với khóa học ngôn ngữ học thuật chuyên sâu sẽ tập trung vào tính hiệu quả và lấy học viên là trung tâm. Các lớp học chú trọng việc đào tạo toàn bộ 4 kỹ năng bao gồm là nghe, nói, đọc và viết. Các kỹ năng được phát triển thông qua các đề tài, chủ đề cương đại cũng như các hoạt động khác. Đối với chương trình Anh ngữ ESL quốc tế thì được tổ chức vào tháng 6, tháng 10, tháng 8, tháng 1, tháng 3 và tháng 5 hàng năm và mỗi kỳ học sẽ kéo dài là 8 tuần. Còn khóa học PPIL thì thường được tổ chức vào 3 học kỳ vào các mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Mỗi học kỳ sẽ kéo dài là 16 tuần. Những học viên ghi danh vào chương trình Anh ngữ ESL quốc tế sẽ cần phải có một nền tảng tiếng Anh cơ bản. Trong khi đó thì học viên theo học khóa PPIL phải đạt được trình độ tiếng Anh nâng cao. Trường sẽ tiến hành các bài kiểm tra xếp lớp vào mỗi kỳ trên mỗi khóa học các bạn nhé. Và yêu cầu kỹ năng tiếng Anh của trường là các bạn cần phải đạt yêu cầu học thuật. Sinh viên không có tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ thì cần phải đáp ứng một trong những yêu cầu sau. Điểm TOEFL là 83, điểm IELTS là 5.5. Thêm nữa, các bạn cần phải hoàn thành chương trình dự bị sau trung học của cao đẳng công lập Bow Valley dành cho sinh viên quốc tế và đạt điểm B trung bình cuối kỳ. Bảng điểm chứng minh đã hoàn thành 3 năm giáo dục trung học toàn thời gian tại một trường học giảng dạy bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Và cuối cùng là các bạn cần hoàn tất thành công một khóa học đào tạo nghệ thuật Anh ngữ tỉnh Alberta có nội dung phù hợp với yêu cầu đó. Ngoài tiếng Anh thì trường cao đẳng công lập Bow Valley còn đào tạo các chuyên ngành học đa dạng khác như là ngành quản lý, ngành kinh doanh, ngành chăm sóc sức khỏe, dịch vụ nhân sự, tư pháp và học thuật nâng cao v.v. Sinh viên còn được thỏa sức lựa chọn đa dạng về các chương trình học như là chương trình học toàn thời gian, các chương trình phát triển kỹ năng đặc biệt bán thời gian và các chương trình dự bị đại học phục vụ việc học tập chuyên sâu. Vì thế mà sinh viên nơi đây sẽ vô cùng thích thú với việc ghi danh linh hoạt. Cụ thể là chương trình từ 2 tháng tới 1 năm hoặc nhiều hơn nữa. Các khóa học từ 2 tháng cho tới 4 tháng thì được tổ chức qua năm. Nhiều sinh viên theo học nơi đây đã đánh giá rằng học tại trường cao đẳng công lập Bow Valley tiết kiệm hơn so với các đại học và cao đẳng, là sự lựa chọn phổ biến và linh động cho việc học hơn là học đại học tại Canada. Còn một thực tế đã chứng minh rằng rất nhiều sinh viên quốc tế đã hoàn thành các chương trình cử nhân hoặc cao học ngoài Canada đã có thể nhanh chóng đạt các mục tiêu khác.
học tập kết hợp với kinh nghiệm làm việc tại Canada một cách tự tin và hiệu quả nhất. Trung bình thì 97% sinh viên theo học các chương trình nghề tại trường cao đẳng công lập Bow Valley tìm được việc làm trong vòng 6 tháng ngay sau khi tốt nghiệp. Học phí và kỳ nhập học thì các bạn vui lòng liên hệ với tân đại dương các bạn nhé. Trường cao đẳng công lập Bow Valley là trường nằm trong chương trình mới du học Canada Express Study, gọi tắt là CES, xét visa ưu tiên, không cần chứng minh tài chính. Chương trình này mới được ban hành và thực thi kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2016. Đối với chương trình CES thì các bạn sinh viên, học sinh, du học Canada sẽ không cần phải chứng minh tài chính khi theo học tại các trường cao đẳng, là thành viên của Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada, gọi tắt là CICAM. Đây là chương trình mới do Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada cùng với Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada phối hợp thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam một cách đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Điều kiện để tham gia chương trình này như sau: sinh viên phải được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường thuộc thành viên CICAM, bao gồm khóa học ESL và khóa chính, bằng chứng chi trả một năm học phí bao gồm 2 học kỳ. Anh văn thì yêu cầu không quá khó đâu nhé các bạn, đó là điểm IELTS 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây. Thêm nữa là các bạn cần phải mua thêm giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo trị giá 10.000 đô la Canada tại ngân hàng Scotiabank để trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada. Và các bạn hãy nhớ đi khám sức khỏe trước khi xin visa tối thiểu là 1 tuần các bạn nhé. Còn cuối cùng là nộp hồ sơ xin visa 60 ngày trước ngày nhập học với phí ghi danh là 200 đô la Canada các bạn nhé. Các bạn thân mến, để được tư vấn cụ thể hơn về chương trình du học Canada Express Study CES, xét visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính, hay là những thông tin xoay quanh về trường cao đẳng công lập Bow Valley thì các bạn vui lòng liên hệ với các tư vấn viên của chúng tôi tại địa chỉ của công ty Tân Đại Dương là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại để các bạn có thể được tư vấn trực tiếp đó là 0838484879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có 2 chi nhánh khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý với các bạn là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.